Những hội nhóm mua bán tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội, những lời quảng cáo bán cả tài khoản ảo và tài khoản xác thực của tất cả các ngân hàng, thậm chí bán cả gói từ SIM điện thoại, số căn cước công dân và tài khoản ngân hàng, chỉ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng một tài khoản. Trong nhiều đường dây tội phạm công an đang điều tra, các đối tượng khai nhận mua những tài khoản ngân hàng không chính chủ mang tên người khác. Lên trên các hội nhóm trên Facebook, mua các số tài khoản ảo mang tên Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Công Chiến để thực hiện hành vi của mình. Điều tra của công an, ngay khi người dân, nạn nhân của các vụ lừa đảo chuyển tiền vào một tài khoản của đối tượng, các đối tượng sẽ tiếp tục chuyển tiền lòng vòng qua rất nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Đại diện Ngân hàng Nhà nước lý giải, có tình trạng người dân mở tài khoản rồi bán lại hoặc cho thuê, hoặc từ thông tin cá nhân bị lộ lọt, các đối tượng đã làm giả giấy tờ, sau đó tiếp tục mở tài khoản. Khai thác, đọc dữ liệu từ căn cước công dân gắn chip để xác thực định danh khách hàng. Qua đó xác định anh là ai, người nào thực hiện cái giao dịch này. Cái động thái tiếp theo của Ngân hàng Nhà nước đó là tiến hành sửa đổi các cái quyết định liên quan đến xác thực giao dịch khi mà khách hàng thực hiện. Xác thực khuôn mặt là một trong những xác thực sinh trắc học sẽ được Ngân hàng Nhà nước yêu cầu trong các giao dịch chuyển tiền ở một hạn mức nào đó trong thời gian tới. Đây được xem là một giải pháp quan trọng nhất để ngăn chặn tình trạng mà các tài khoản không chính chủ thực hiện hành vi phạm tội của mình, trong đó có tội phạm lừa đảo công nghệ cao trên không gian mạng. Dự kiến đầu tháng 7 năm sau, các ngân hàng sẽ bắt buộc phải thực hiện xác thực sinh trắc học đối với giao dịch chuyển tiền vượt hạn mức giao dịch nhất định. Hạn mức này sẽ được quy định cụ thể. Vẫn để cho khách hàng của mình chuyển tiền đến những tài khoản đó, những cái đơn vị đó, thì chắc chắn tổ chức tín dụng sẽ phải có những cái trách nhiệm nhất định. Kịp thời nhận biết dấu hiệu, ngăn chặn việc chuyển tiền của người dân trong các đường dây lừa đảo qua mạng đã được một số ngân hàng thực hiện trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, những sự việc được ngăn chặn chỉ là con số rất nhỏ so với những vụ lừa đảo trên không gian mạng đang diễn ra với số tiền chiếm đoạt của người dân rất lớn.